Trong tiết mục chuyện đời tôi hôm nay, Mạnh Cường mời quý khán giả gặp gỡ chị Minh Phương, người có nhiều sáng tạo trong việc làm tranh dây đồng cũng như trong các hoạt động thiện nguyện, tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật trong thành phố Hồ Chí Minh. Tạo được dấu ấn qua dòng tranh dây đồng, được tổ chức Guinness Việt Nam xác lập kỷ lục người làm tranh dây đồng đầu tiên của Việt Nam. Nhưng với chị Nguyễn Nhật Minh Phương, ngoài tranh, nhiều người còn biết đến chị trong các hoạt động thiện nguyện. Minh Phương còn mở một xưởng tranh dạy nghề cho người khuyết tật. Chị đã làm đẹp cho đời bằng công việc mà mình yêu thích và gắn bó dài lâu. Mình sinh ra ở Sài Gòn, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Tuổi thơ của gia đình mình đó thì nhà mình, ở ba mẹ mình bắt đầu từ hai bàn tay trắng lập nghiệp ở Sài Gòn nên rất là khó khăn. Ba mẹ mình phải chăm sóc dạy dỗ tụi mình năm anh em lận, năm anh chị em lận. Nên cái điều kiện sẽ không có đầy đủ như người ta, nhưng mà ba mình, mẹ mình vẫn đảm bảo được tụi mình được đến trường. Cái ước mơ của mình là mình muốn trở thành một nhà thiết kế. Đó, tại vì mình thấy mình sáng tạo, mình rất là thích vẽ, mà mình vẽ rất là vẽ quần áo xuống, vẽ người quần áo xuống. Nhưng mà gia đình mình thì mẹ mình với chị gái mình nghĩ là nó không phù hợp với mình đâu. Mẹ mình mới thấy cái năng khiếu của mình là rất là thích trẻ con, và trẻ con nó rất là mê mình. Đó, nó bu mình nên mẹ mình mới hướng cho mình đi theo là sư phạm mầm non. Đang làm công việc giảng dạy tại trường mầm non, biến cố xảy ra khi Minh Phương phát hiện mình bị bệnh tắc mạch máu, không thể tiếp tục đứng lớp. Đang có công việc ổn định, bỗng trở thành người thất nghiệp. Minh Phương tưởng chừng như gục ngã, nhưng nghị lực đã khiến chị quyết tâm phải phấn đấu vươn lên. Thật ra là nó ở một khoảng thời điểm mình bế tắc á, thật sự là bế tắc hoàn toàn khi mà mình bác sĩ bắt buộc mình phải nghỉ dạy, tại vì mình bị viêm hồng hào và bị tắc mạch máu, mình không thể nào tiếp tục công việc dạy học được nữa. Thì thời điểm đó là thời điểm mà mù mịt nhất của mình, vì mình không biết mình sẽ phải làm gì. Khi mà mình bế tắc á, có những buổi chiều mà mình ngồi mình khóc, mình nhìn lên mình không đi dạy học thì mình sẽ làm gì bây giờ. Thì mình cứ ngồi ở ngoài sân, mình nhìn vào khoảng trời, nó mịt mù giống như cuộc đời mình vậy đó. Không biết mình sẽ phải làm gì, đi về đâu luôn. Khi mà mình gặp khó khăn như vậy á, thì cái mà mình chắc mình vượt qua đó là cái sự lì lợm của mình. Vô tình có một huynh cũ trường Canada thì tặng cho mình cái khóa học về kinh doanh. Sau khi mình đi học về, mình quyết định là mình sẽ phát triển cái nghề mà đam mê của mình lên, đó là quấn dây đồng. Mình không học một bất cứ một ai cho tới bây giờ, hoàn toàn là tự sáng tạo hết, tự mày mò và sáng tạo thử đúng sai cho đến bây giờ. Và ở thời điểm cách đây 14 năm về trước thì Internet ở Việt Nam mình chưa phát triển. Là mình cũng ở Việt Nam lúc đó cũng không có một ai làm cái này cả. Và Internet thì mình không có từ khóa để mình search ra cái này. Đó. Thì cách đây khoảng chừng 7 năm thì mình bắt đầu ra được cái từ khóa ở nước ngoài thôi. Những sản phẩm đầu tiên của mình nhớ đó là cối xe gió. Nó mỏng manh, cái sợi kẽm nó mỏng lắm. Mà cối xe gió là những bông hoa, những trái tim đầu tiên nó được ra đời, mà bạn mình vẫn còn giữ cho tới bây giờ. Mình làm tranh cách đây khoảng chừng 3 năm. Đó là bước đầu tay của mình là hai sen. Mình có thể làm cái dây đồng này bằng cái hai sen này bằng dây đồng được. Rồi mình bắt đầu nghiên cứu rồi sao mình bẻ những cái hoa sen đầu tiên. Thì gia đình mình mới cản không. Tập trung làm cái trang sức đi để bán mới có tiền làm cái này, rồi ai mà mua. Đó, rồi bán bao nhiêu tiền, lúc đó mình cũng không có cho gia đình mình không trả lời được. Thì gia đình mình không cho mình làm, nhưng mà mình quyết định mình làm, mình quyết tâm mình làm, mình thức khuya mình làm. Thức từ 11 giờ sáng tới 11 giờ tối tới 5 giờ sáng để mình được thỏa mãn cái đam mê của mình là phải làm cho bằng được. Chọn công việc làm tranh dây đồng để vơi bớt nỗi buồn khi thất nghiệp, nhưng không ngờ Minh Phương lại gặt hái nhiều thành công. Các sản phẩm chị làm ra đều được tặng cho các tổ chức để đấu giá làm từ thiện.
bức tranh cá đầu tiên được bán giá cao đã tạo động lực cho Minh Phương dấn thân vào công việc kinh doanh từ tranh dây đồng. Cái khó khăn lớn nhất của mình đó khi làm tranh dây đồng đó, đó là mình không được học về mỹ thuật. Mình không biết một xíu gì về mỹ thuật cả. Và cái việc mà vẽ phối màu điểm vàng hay là điểm giữa hay chân trời gì mình không biết gì hết. Nên là cái việc mà mình có một cái chủ đề để mình vẽ nó xuống, mình đo cái dây đồng mà mình vẽ nó xuống được hay không đó là điều quan trọng mà mình quên đi rất là nhiều. Cái khó khăn thứ hai của mình đó là dây đồng ở thời điểm đó của mình đó, nó ít màu lắm, nó có 6-7 tông màu thôi. Mà mình để chạy một cái màu mà đậm nhạt đó, mình không có, mình không biết như thế nào hết. Và mình phải gỡ ra, gỡ vô để cho phối những cái 6-7 tông màu đó nó hài hòa một cách tự nhiên nhất. Thì đó là cái khó khăn của mình. Sản phẩm tranh dây đồng của mình nó đặc biệt là mọi người nhìn vào thì sẽ biết đó là sản phẩm của mình. Thứ nhất bởi tính độc quyền của nó, vì Việt Nam mình và thế giới mình chưa ai làm cả. Không được đào tạo về mỹ thuật, Minh Phương tự mày mò học, tự phát thảo mẫu và chọn màu để làm tranh. Chất liệu dây đồng chưa ai làm, Minh Phương không ngừng sáng tạo, tìm được nhiều khách hàng mua tranh. Những bức tranh khổ lớn của chị được nhiều tổ chức đặt mua, được xuất qua các nước như Mỹ, New Zealand. Từ sở thích làm đồ thủ công để giải trí, đôi khi Minh Phương không thể tin mình có thể tạo được sự nghiệp qua công việc này. Cái dòng tranh của mình á, với khách hàng của mình, họ sẽ đặt cho mình có dòng tranh là dòng tranh của người hiền lành. Vì sản phẩm mình làm ra nó rất là hiền lành. Với một cái tay nghề để làm được cho một những sản phẩm mà nó mượt, mà nó ngọt ngào, nó hài hòa. Và cái chỗ nó đòi hỏi cái trình độ làm uống dây đồng á, gọi là kỹ thuật của chuyên gia. Tâm huyết với công việc thiện nguyện từ lâu, nay có cơ hội mở xưởng tranh, Minh Phương dành trọn cơ hội cho người khuyết tật. Chị cũng chỉ truyền nghề cho người khuyết tật. Vì từng mất thăng bằng trong cuộc sống, nên chị muốn người khuyết tật không bao giờ nản chí, luôn lạc quan yêu đời. Xưởng làm tranh dây đồng của Minh Phương tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh luôn tràn ngập tiếng cười. Ở đó các bạn gắn bó, thương yêu nhau như một gia đình. Gần 20 người khuyết tật có thu nhập ổn định từ công việc làm tranh. Họ muốn tự lập và Uma, tên thường gọi của Minh Phương, đã giúp họ thực hiện điều đó. Mình truyền nghề cho người khuyết tật từ năm cuối năm 2017. Cuối 2017. Thì sẽ phải ngồi lại chỉ cho các bạn cách cầm kiềm. Nhưng các bạn khuyết tật đầu tiên đến với mình đó, xong mình sẽ dạy cho bạn cách cầm kìm như thế nào, cách bẻ sợi kìm như thế nào và điều khiển cái kìm và sợi dây đồng như thế nào. Sẽ dạy các bạn cái những bước cơ bản để làm dây đồng và để ra một sản phẩm hoàn chỉnh như thế nào. Ở với những bạn công ty đội nhóm của mình hiện tại thì có những bạn tùy vào tổ chức của mọi người. Trung bình thì các bạn sẽ mất 2 tuần để thành làm một cái tự tin làm và ráp vào đội luôn. Có những bạn chỉ cần vào thôi là làm được. Trước đây thì làm công việc may mặc. Tôi đến công việc dây đồng này tôi nhậu mà Minh Phương dạy này. Có niềm vui mà thu nhập cũng ổn định. Trong này mình cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Mình cảm thấy lạc quan. Cái tinh thần lạc quan của mình nó có hẳn lên. Trước hồi kia chưa đi làm hay là ở nhà mình luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ mình làm ở đây với tinh thần đồng đội, mọi người trong này như là ngôi nhà thứ hai của mình. Vậy nên là về là mình chỉ cảm thấy sảng khoái và yêu đời hơn thôi. Ông Ma luôn có một cái câu là mọi sự nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Nên là Uma cứ nói là mọi người cứ cố gắng là sẽ được đền đáp xứng đáng hết. Mình cảm thấy là vậy. Mình luôn nỗ lực là mình luôn nỗ lực cố gắng từng ngày là mình sẽ
trôi qua một ngày, ngày nào cũng như ngày nấy là đầy ắp tiếng cười và những người khuyết tật như chúng tôi muốn kiếm được một công ăn việc làm rất khó, không đơn giản. Nhưng cô Oma này luôn sẵn sàng trải lòng dành cái một cái nghề. Cái nghề gì? Cái nghề này, tranh dây đồng này là gì? Dành cho những người khuyết tật. Mà những người khuyết tật chúng tôi là phải cần có một cái để gọi là tự lo bản thân mình, tự nuôi bản thân mình. Để chi? Để không phải vướng víu cho gia đình một cái gánh nặng, và bên cạnh đó là xã hội. Tôi chỉ mong ước một ngày nào đó công ty của chúng tôi, công ty Sáu Ma, càng ngày càng phát triển nhiều hơn, để mở nhiều cơ sở hơn nữa, công ty càng ngày phát triển lớn nữa, để tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật. Còn ngoài bên ngoài kia xã hội còn những cái khó khăn hơn, để cho các em nó vững chãi hơn, và gia đình cũng như là cộng đồng xã hội bớt đi cái gánh lo. Từ khi vào đây thì cuộc sống mình thấy cũng tương đối ổn định, công việc thì ổn định và thu nhập cũng ổn định, có thể mình có thể tự ráng trải cho cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào ai. Sự nhiệt tình của cô chị Minh Phương là truyền động lực rất lớn cho những cái anh em trong công ty. Lúc nào mà làm không được hoặc là những cái công việc khó thì đều có chị Minh Phương, chị khích lệ và hướng dẫn tận tình. Chị bảo có thể làm hơi xấu nhưng mà chị Minh Phương vẫn khen để khích lệ tinh thần, nên mọi việc đều lên nhân sẽ tiến bộ, công việc là tiến bộ dần lên, và cái công tay nghề để mà làm những cái sản phẩm nó càng ngày càng tiến bộ. Nhờ chị Minh Phương truyền động lực cho mình, làm cho mình cảm thấy lạc quan trong cuộc sống và tự tin vào bản thân mình hơn. Việc mà mình tạo công ăn việc làm cho các bạn khuyết tật á, thực sự là một cái bước mà bứt phá nhất trong cuộc đời của mình. Vì các bạn dạy cho mình rất là nhiều, là cho mình trưởng thành hơn và học được các bạn rất nhiều, và không bao giờ gục ngã trong cuộc sống cả. Cái nghị lực các bạn dạy cho mình rất nhiều. Nên với tụi mình bây giờ là ngay cả chính với các bạn và chính với chính mình đó, là không có gì khó khăn cả. Tất cả khó khăn chỉ là thử thách với tụi mình thôi, và tụi mình đều có thể vượt qua hết được. Và với tất cả những cái sự nỗ lực, tụi mình chỉ cần cố gắng và nỗ lực thôi, tụi mình sẽ có một cái kết quả và nó được đền đáp xứng đáng với cái công sức của tụi mình bỏ ra. Với cái kinh nghiệm của mình á, mình đi từ con số 0, vượt qua những cái khó khăn và rào cản hay là cản trở từ gia đình, không ai tin vào mình có thể làm được, chỉ có với cái những cái kinh nghiệm mà những cái mình đạt được từ hiện tại á, cái thành công của mình đó là xây dựng đội nhóm người khuyết tật, làm việc đoàn kết này, yêu thương nhau, bảo vệ nhau và giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển, mà những người khuyết tật cực kỳ tự tin và hạnh phúc. Thì đó là mình thấy là những cái thành công của mình từ khi mình còn con số 0. Thì cái lời khuyên của mình á, dành cho những bạn trẻ, những bạn muốn khởi nghiệp và những bạn muốn bắt đầu cuộc sống của mình, thì đó là phương châm của mình, đó là sự tự thế. Đó. Khi mình cho đi mình sẽ nhận lại được. Và cái việc mà giúp đỡ người khác là mình nghĩ đó là cần thiết. Chọn sự tử tế làm phương châm sống, Minh Phương muốn các cộng sự và các bạn trẻ gắn bó với mình luôn lấy sự tử tế để áp dụng trong cuộc sống thường ngày. Ước mơ lớn nhất của Minh Phương là đưa nghề làm tranh dây đồng phát triển, để mỗi khi nhắc đến tranh dây đồng là người ta nghĩ ngay đến dòng tranh do người khuyết tật thực hiện. Để hiện thực hóa mơ ước, chị vẫn luôn nỗ lực làm việc, sáng tạo, mang tiếng cười, niềm vui cho mình và cho cộng đồng.